Chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ cùng với mọi người đi hết phần còn lại của chương 5, chương 6. Trong phần này, chương 4 này, mọi người có biết là có bao nhiêu câu không? Thi của mình là làm bao nhiêu câu Tại vì trong đề thi mình chia chia ra từng câu và mình học rất là dễ. Vì chương 4 này vừa cho chắc mấy anh Tú nói rồi, chắc tầm chỗ này là rơi vào tầm 15 câu. Thì ở chương chương đầu á, thì mình học chương 1, chương 2, chương 3 thì nó một nửa, còn lại phần chương 5, chương 6 này thì nó rơi vào khoảng một nửa. Thì mọi người cố gắng đi hết phần này là lấy 15 điểm mà nó dễ hơn so với phần trước. Mọi người có nghe mình nói rõ không ta? Là do cái mic của mình nó hay bị lồng lộng á, yếu ngang yếu. Dạ em nghe mọi người tương tác À, ha, để cho anh ok. Tân biết là mọi người vẫn đang nghe nha. Nghe được anh ơi. À, bữa trước là mấy anh senpai dạy là tới phần phần này là học xong rồi đúng không à? Phần biểu đồ 5.2, chấm hai này là xong rồi đúng không mọi người? À, đúng rồi. Tức như là anh Minh dạy tới con này đây. Thì thực ra cái này đi. Ok, vậy mình đi tiếp phần 5.3 nha mọi người. Phần chương 5 này thì chủ yếu là kiểm tra về mỗi hàng. Mà thật ra là chương này nó cũng ra nhiều á. Nên mọi người chủ yếu đọc mấy cái từ này đôi lúc mình tiếng Nhật mình dở nhưng mà mình đọc qua vào thi là mình sẽ nhớ đọc đây một lần rồi làm bài tập một lần nữa vào thi là nó sẽ ra thêm một lần nữa là mình không cần dịch sát nghĩa nhưng mình hiểu được mấy cái từ này là mình dễ làm hơn. Giờ mình đi vào phần 5.3 thì là liên quan tới cái Yusuke-san là gì, là cái nhân viên mà kiểm tra mỗi hàng. Thì tại sao là chúng người ta nói tại sao mình lại kiểm tra mua hàng, tại vì á là do sự bưng check in sự nó mang cho cửa stereo các kinh sinh ta mê ok mono là tại vì là để mà mình thỏa mãn với cái yêu cầu bên chỗ thiết kế nó đưa ra chất lượng của mỗi hàng á, thì mình xác nhận xem nó có thỏa mãn cái bên thiết kế nó đưa ra không. Đó là cái người mà để mà kiểm tra cái nhân viên mà kỹ thuật kiểm tra mỗi hàng này là những người như thế nào. Thì anh cho là mọi người nhớ cái chỗ này này. Anh chỗ này luôn. Là chú ông bà Kensagisawa chomba tansoho ni kanshite ippan teki na chishiki giryo no hoka koyo yokenchiku yoitsubu no oyobi no chomba tansoho no tokuse ni tsuite jubun chishiki giryo oyobi kensa o yusuru sa này là cái nhân người mà kiểm tra là cái người là phải có đủ đầy đủ những kiến thức cũng như là kỹ năng lực về cái gì, về là kiểm tra siêu âm cũng như là về những cái tính chất của mỗi hàng trong cái xây dựng của mình á. Cái thứ hai nữa là cũng phải có đầy đủ kiến thức về cái phương pháp hàng này, phải hiểu biết về cái phương pháp siêu âm này thì mới được kiểm tra. Thì dựa vào đó thì đây là người ta chia ra hai vế này, vế đây là vế sau này, còn cái này là vế trước này. Thì dựa vào hai cái đó thì người ta sẽ chia vào cho mình là ứng với cái bằng cấp là bằng chôm bà tăng số scan chôm bà này chôm bà tăng số scan như xa. Thì cái bằng này chắc mọi người cũng biết rồi, nó có cái bằng này nó có ba cấp này là cấp level 1, level 2, level 3.
thì level 3 là cấp cao nhất. Thứ tư là xong đến 2, xong đến 1. Thì cái bằng này là do cái hiệp hội nào quy định, thì đây này, Nihon, mọi người nhớ cái hiệp hội này luôn nha, là Nihon Hikai Kensa Kyokai này, cho đó là GSNDE này. Cái thứ hai nữa là Gen Gosa Gosa no Kenchiku Yosatsuki no Fukumu Shigaku wa là Ippan Gijutsu Kyoku Center Kakute shiteru Kenchiku Gyosa Chomba Tanso Chomba Kensa này. Thì hiệp hội thứ hai đó là cái hiệp hội mà mình đang thi á, mình đang học đây á, cái hiệp hội này này. Bữa mọi người mà thi đậu cái bằng này thì cũng là cái hiệp hội này nó cấp cho mình này. Thì cái hiệp hội này nó cấp cho mình cái bằng gì, bằng người hay nói là Shinkensa, nhưng mà về mà kiểm tra mình siêu âm á thì gọi là Kenchiku Tekotsu Chomba Tanso Chomba Kensa Gyusa này. Hai phôi nó khác nhau nha mọi người. Và sau này người ta cũng nói là Ippan Yosu Gai Kan Kensa Sero no Kensa ni tsuite ne Sore sore no Kensa Gitsuza Gitsuza no hoka Yosu ni kanshite Gen Shitsu no Chishiki ya Gitsuza no Yusuru sa wa Yuji koto no Yomaku. À, thì cái phần ở sau là cái việc mà kiểm tra ngoại quan á, kiểm tra vào ngoại quan á, thì cũng phải là người ta cũng mong muốn là cái người kiểm tra là cũng phải có những kiến thức về cái bộ phận hàng, hay là về cái hiểu biết về những cái tính chất hàng này. Thì dựa vào đó thì người ta cũng chia ra cho, cũng cấp ứng với cái việc đó là cũng có một cái bằng gọi là Kenchiku Tekotsu Shinkensa này. Mọi người hay nói là Shinkensa, nó là cái bằng này này. Cái bằng này thì nó hai bằng này thì chắc trong này chắc mọi người cũng cũng có nhiều người cũng có hai bằng này á. Và Shinkensa thì nó thi là dễ hơn, là nó thi lý thuyết và xong với thi thực hành nữa. Thì mọi người thi cái bằng này xong mới đầu thì thi tiếp cái bằng này, thì nó học cái bằng này xong là thi học chữ 4 này xong là thi được cái bằng Shinkensa này, tại vì nó nằm ở trong đây hết à, thì cũng không có gì nó khó, nó dễ hơn cái bằng của mình đang thi, nhưng có cái là nó có phần thực hành thôi. Thì mình giới thiệu qua cho mọi người, nhưng mà trong phần này nó cũng có ra thi á, mọi người nhớ hai cái hiệp hội này này nó khác nhau. Ok mọi người. Mọi người nghe rõ anh Tân nói không ạ? Rõ anh ơi, có thể nghe nghe. Ok, để mình đi tiếp phần 5.4, đó là Sanakensa, là kiểm tra trong nội bộ công ty. Thì Sanakensa thì là do ai kiểm tra? Thì Sanakensa đó là Tekutsu Sesaku Ryosa, Tekutsu Sesaku Ryosa ga Kakuto no Kakudan no de Jisu teki ni okonu kensa này. Thì Sanakensa là kiểm tra nội bộ cho công ty á, thì là bên chỗ pháp bự này, tức là bên chỗ mình ở bên chỗ nhà sản xuất sắt thép á, thì là từ mình là kiểm tra. Tại vì sao phải kiểm tra? Tại vì kiểm tra để đảm bảo là Hinshitsu no Hachiusa ni Hoso suru tame này. Mọi người nhớ mấy cái từ này nha. Mấy cái này là như trong đề là nó có, là để mà đảm bảo bảo hành cho cái người Hachiusa, chất lượng cho cái người mà Hachiusa tức là khách hàng á. Và thứ hai nữa là thì sẽ, nếu kiểm tra trong Sanakensa thì là sẽ mình sẽ cập nhật được, mình xác nhận được cái chất lượng của sản phẩm, cũng như là coi cái việc quản lý chất lượng sản phẩm nó có phát huy, có tiến độ, nó có chính xác hay không này. Và khi mà có những cái đồ bắt cửa, thì khi mà trong quá trình sản xuất mà nó có xảy ra phản nặng hay là phản hồi từ
cái về chất lượng, về cái kết quả của chất lượng của sản phẩm á, thì mình có thể là xử lý ngay lập tức. Và có phải là trong Sanai Kensa thì hầu như là mình kiểm tra là Gensu Kensa mọi người, mình kiểm tra toàn bộ luôn Sanai Kensa, Sanai Kensa đấy, Yosu bương này, Gensu Kensa Toshiteru Koto ga Oi. Cái phần này thì mọi người chỉ cần nhớ vậy thôi. Thì các mục kiểm tra thì nói chung kích thước với là này Itatsu Keijo rồi này nào, thì sản phẩm mình làm ra thì cái gì thì mình kiểm tra. À, có thêm một phần này nữa là trong cái quá trình mình kiểm tra là thường, ví dụ như mình sản xuất, mình cho là mình lấy cái lốc mà sản xuất đầu tiên này, thì khi mà mình kiểm tra đó là cái lốc đó coi như là cái tiêu chuẩn của mình để mà sản xuất tiếp theo những bước ở sau, thì cái việc mà mình khi mà mình kiểm tra mà mình kiểm nói ngắn gọn là nói cho dễ hiểu là mình kiểm tra cho nó kỹ, để từ từ đó về sau mình sản xuất tiếp những cái lô ở sau là nó đúng theo cái tiêu chuẩn đó. Nên như là mình ép nó vào cái giới hạn quản lý là gen cây Kanrikyoyosa, thì sau này mà mình xin Kensa, mình lấy Nuri Kensa thì khả năng nó rơi vào cái lô mà của mình nó không đạt là sẽ thấp hơn. Có thể là mình đi tìm cái thời kỳ mà Sanai Kensa, thì Sanai Kensa Sanai Kensa có kết quả Tikkyo Tetsukote Ofero Bakusurukoto Ô oh. Cái nói gì ta? À, Kang An là khi mà mình nhận được cái sự phản hồi trong cái quá trình mà trong phản hồi từ kết quả trong quá trình kiểm tra, thì sau khi mà sản xuất thì mình phải ngay lập tức là xử lý ngay lập tức trong quá trình mà nhận được cái phản hồi đó. Thứ hai là mình đi tiếp cái phần mà Sanai Kensa Kiroku này là Seketoso Oyobi Seizaku Yorioso Sarame Tare Sanai Kensa Komoku Nichitewa Sanai Kensa Jitsuko go kensa kekka o kiroku si. Thì khi mà mình kiểm tra xong là mình phải cần phải ghi chép, và để mà sau này mình sẽ cái việc ghi chép của mình đó là nó mình phải để mà mình phục vụ cho cái việc mà bên chỗ mà Seiko mà nó yêu cầu đó, thì mình sẽ mà thường là mình sẽ gửi cho bên chỗ Seiko sàn là gọi là cái bảng thành tích trong công ty đó. Khi mà mình kiểm tra và cái việc ghi chép là cái mình phải lưu lại là rất là cần thiết. Mình đi tiếp là các mục kiểm tra thì Sanai Kensa là C Sanai Kensa là C no symbol zero Kensa này, Yosubu no gaikan Kensa, Oyobi naikan Kensa. Thì kiểm tra trong công ty thì mình sẽ kiểm tra về độ chính xác của sản phẩm và kiểm tra ngoại quan và nay càng cách xa là kiểm tra ngoại quan và nội quan trong cái bộ phận hàng.
Ok, thì đặt khai mấy cái phần này thì nó chỉ có những cái mà mình gạch là mình cần chú ý cái đó thôi, chứ nó cũng không không có gì. Mọi người có ý kiến gì cái phần này không? Rồi nếu mà không có thì mình đi tiếp nha. Là mình đi qua phần 500 năm đó là vô sư vương Ure Kensa, là mình là nghiệm thu kiếm ra Ure Kensa, là kiếm nghiệm thu bộ phần hàng Ure Kensa là một cơ tê kia. Thứ hai là về kiểm tra Gai căng Kensa và Nai căng Kensa. Thì ở đây người ta nói này, Ure Kensa wa Seiko sa wa Jikko suru Kensa, thì kiểm tra nghiệm thu là có ai, do ai thực hiện, đó là Seiko sa thực hiện này. Thì vô chữ vương nó kết căng Ayu to tero Amu yumu ya tero o tekitsu tsunayo ho shirabete fu Boku kết căng o fukumu yotsu Google no su arakajime sarame data hin su kijum yori suku nai sono shihin wa uregen sa. Thì khi mà kiểm tra thì những cái bộ phận hàng của mình mà nó thì mình sẽ kiểm tra, và những cái lỗi khuyết tật của mình mà nó đạt trong cái tiêu chuẩn hin su kijum này, thì những cái bộ phận hàng đó là sẽ được nghiệm thu. Và gây cái này vô sự bộ nó kết căng cái việc mà kiểm tra cái cấp tập của mỗi hàng á, là gai căng tên xa ra chôm và tăng số là đồ hia cái tên xa. Và thường khi mà kiểm tra mỗi hàng thì mình sử dụng gai căng tên xa với loại duty là chủ yếu. Còn mà về các cái về start đồ á thì là gai căng Kensa với là Magi Kensa. Nếu mà không có tác đồ thì thôi, nhưng mà nếu trong công trình mình có tác đồ thì mình sẽ cũng kiểm tra. Thì cái phần mấy phần này sau này ở tiếp mục ở dưới này mình sẽ nói rõ hơn. Đây là người ta sẽ khái quát là về cái Uri Kensa thì mình kiểm tra những cái gì. Này có trong kiểm tra Uri Kensa thì mình chủ yếu là sử dụng là Nuri Kensa Ippan này, kiểm tra lấy máu là Nuri Tori Kensa thường là sử dụng này. Thì Nuri Tori Kensa kết quả là Fugo từ Nắp Tê Rốt Tổ Kensa của cô này này. Khi mà kiểm tra mà Fugo từ là cái lô đó mà bị lỗi thì phải là kiểm tra là toàn bộ này gen sư trên sau cô này. Sự vấn đề do chữ bưng nó phụ tích kỳ gô kết càng hộ hồ siêu si sai kênh sát tế tích kỳ gô nị ở kia đây kênh xa. Sau khi mình kiểm tra mình xử lý thì nó mà thích hợp thì cái đó mới là đạt yêu cầu, mới cái đó mới nghiệm thu. Cái phần này cũng quan trọng này mọi người. Thì cái phương pháp mà Nuri Turi Kensa
đây là nữ ki torarenai katashi no koto kekkan ga atta toshitemo sono mama nokoru koto ni naru sore kore wa aru tedo furyouhin no konni wo kyoka suru という thì khi mà mình lấy mẫu thì đương nhiên có những sản phẩm mà mình lấy 95% thì vẫn có những sản phẩm lỗi, nhưng mà mình vẫn Sonoma thì cái người mà khi mà mình thực hiện phương pháp này thì mình cần phải là nắm vững cái tiền đề đó, thì đó là đặc trưng của Noritori Kensa. Nó kết ca sở dĩ kết quả đấy là cái tổ cái phần tiếp theo nữa là mình đi đến phần là chưa chưa vương nó gai càng tên sao và mình kiểm tra gai càng của một phần hàng thì kiểm tra gai càng thì mình có những phạm vi kiểm tra của mình là gì, mọi người nhớ mấy cái mục này này. Đầu tiên là số 1 là gai càng Kensa ngay gọi cho sự bưng nó sự BT này tốt sự rồi Kensa Kensa có một cửa hoa tôi sẽ cửa rộng cửa để có thể xe để có thể xe đồ Kensa khi dùng cho cho nên cho mấy bạn dù là nó có một cửa nó chỉ start đồ cho chờ ô nó cho cứ dù rộng cửa có một cửa tốt sự rồi. Thì cái này khi mà mình kiểm tra mà qua thì tổng cộng mình sẽ kiểm tra tất cả là mình sẽ kiểm tra là sự BT vô sự bưng này và tổng cộng là có 16 mục và 17 mục, nhưng mà nếu mà không có start đồ mình không có start đồ thì sẽ còn 16 mục. Thì các mục kiểm tra là mình sẽ dựa vào sách 6 là phụ lục 6 á, có thể sơ đồ cái sơ đồ cancer đi dùng mà. Tiếp theo một thứ hai đó là ken sa hồ quá yêu mang kẹt ca ở dâu bì xe đồ nít tắc một cơ sĩ ken sa kêu dùng ít chữ ra từ tố tê rô tô mọi các số tắc tê nô mi tê kích xe na nó khi gửi để sự tê sơ thì khi mà mình kiểm tra bên bên bề mặt của mỗi hàng á thì là mình sẽ kiểm tra là một cơ sĩ kiểm tra làm kiểm tra bằng mắt thì mình nhìn mình kiểm tra mà cũng thấy những cái ca sổ mà nó bất thường á thì mình phải dùng đây này tôm ca sổ này thì mình chỉ kiểm tra bằng mắt xong thì thấy những cái chỗ nào cái mối hàng nào mà nó bị lệch so với tiêu chuẩn thì mình sẽ dùng dụng cụ để mình đo. Mình nhớ cái này này mất câu này luôn. Tiếp theo là một thứ ba đó là Gohi Antenogism là cái việc mà nhận định cái kết quả đạt hay không đạt là mình dựa vào gai càng tên sa gai càng Kiyoyosa thì cái gai càng Kiyoyosa với là càng đi Kiyoyosa thì chắc mọi người trong cái sáu mọi người cũng biết rồi. Mà cái mục này sao ở chương 6 thì chắc mình cũng sẽ học kỹ hơn cái phần này, mà chứ hiểu là mình nhận định sản phẩm mà tỷ lệ đạt hay không đạt là mình dựa vào cái Genkai Kyojo sai này gọi là cái giới hạn cho phép và dung sai cho phép dung sai giới hạn cho phép. Cái mục thứ tư đó là căn
căn trên tôi kia có mi chơi nó gai cam trên xa hoa nước kia tôi kia xa tôi xì thì tiếp theo là cái bộ phận cái đường hàm mà Kanjen Tokikomi á, khi mà mình kiểm tra gai cam tensa thì là mình cũng là Meridori tensa và các cái cơ sở kiểm tra thì nó cũng phải là giống trong cái Naibu này. Còn bữa nay mà yo sư thì trong cái bộ phận mũi hào của mình mà mình xác nhận là nó là bị vỡ hoặc là bị khuyết tật thì mình thấy là kiểm tra toàn bộ. Sau là gai cam tesa đây, cơ thể khi go nát ta dưới sự bùn sự bít hút hút siêu ô này sai kiểm tra tôi sẽ thấy go to nà rồi ba nà ra này hút siêu kiểm tra có gì cần thì sao to kêu ghi sẽ ô cô nào tục tục này sẽ gì cả này bài quá Yasaro Kuni thì khi mà mình kiểm tra trong cái trang mà trong đường hàng mà phát hiện lỗi thì sự BT là mình phải kiểm tra mình phải sửa chữa toàn bộ và cái việc sửa chữa là mình cần phải là lên thảo luận với bên chỗ Kanri Kyojo này bên chỗ thiết kế á. Thì trong cái mục mà gai cam trên xa thì nó có những phần lưu ý như vậy á. Sáu mục này thì mọi người đọc lại cái mấy sáu mục này nha. Đây là cũng những phần quan trọng nó cũng trong bên Naibu Alo, phần này mọi người có hỏi gì mọi người? Hỏi được không Ờ. ạ? Mục số 5 à mục số 4 vừa rồi nó nói là cái Kanzen Tokekomi đấy thì nó thì gai càng kiên xạ là Nuketori kiên xạ nhưng mà cái dưới mục số 6 ấy dưới mục số À. 6 thì có một câu nó nói là Nozoku là sao ạ? Đâu, mục số 6 này, cái các cây xa đấy à. Dưới đây đây đúng không À. Ý bảo nói mục số 4 là Kanji Tokikomi là gai cam cây sao quá. Tại nó đi tôi cây xa đúng không? dạ vâng À, mà còn ở dưới này là Kanji Tokikomi là gai cam cây sao. À, thì câu này người ta nói là ngoài từ chỉ là trong trường hợp những ví dụ mà kênh nơi kia xa mà bộ phận đường hàng ở ngoài này và ngoài từ cái đường hàng Kanye Tokikomi á thì mình sẽ kiểm tra tại vì căn Kanye Tokikomi là mình kiểm tra bên chỗ nay bộ kênh cao mà thì người ta nói tiếp ở dưới là mình phải tiếp theo những cái mục ở dưới này này
Có bằng nó bằng thì dưới này người ta nói thêm mấy cái mục là ví dụ như là Kensa, vị trí Kensa là Hashira hay là Weibo này Sifuna. À đầu tiên mình sẽ đổi ngay, mình đi từ mục số 1 đi. Thì cái local mình Kensa đó là cái sản phẩm Haribo Hashira hoặc là Haribo này, và mình sẽ lấy 30 đai, hoặc là trong một đơn vị mà xuất hàng của mình đó là mình sẽ kiểm tra một lô tô. Thứ hai là về các cái vị trí Kensa, cái đối tượng mà Kensa ví dụ như Hashira, Haribo này, Ribo Gasto hoặc là cái từ Kanamono. Cái thứ ba là về Nuri Kensaho Kensaroto Goto Nimu Yupasento Tanto Sein Karai Nuri Tori Subete Kensaho Nagasa thì cái việc mà kiểm tra mà Noritori hô hô cái phương pháp mà lấy mẫu thì mình sẽ lấy 10% trong cái số mẫu mình lấy, và mình phải là kiểm tra Gen Gaikan Kensa, tức là mình phải kiểm tra toàn bộ. Và trong các cái caso đó thì cái đơn hàng của mình là mình cứ quy định là một đơn hàng mình là dưới 300 ml là sẽ có một caso. Thì giống như nó tương tự giống cái bảng này này, tí nữa mình sẽ coi này. Đây, với một đơn hàng của mình là 300 thì dưới 300 thì là tính là một caso tensa. Cũng giống như là Gacha thì nó cũng giống như Gacha, và kết quả của việc mà mình đang kiểm tra là như thế nào thì nếu mà xác suất sản phẩm mình mà 90% trở lên thì là đầu này, còn 80% dưới 80 thì là rốt cuộc đó là không đạt, và nằm trong cái khoảng mà 80 đến 90% thì mình phải là lấy lại thêm một lần nữa, tức là mình kiểm tra lần hai là cái số lượng mà giống với lần một. Thì sau lần hai thì nếu mà nó tổng cộng này 90% ví dụ thì là cái lốc của nó đầu, và cũng tương tự nếu mà dưới 80% thì lốc của đó là không có đạt. Những cái lốc mà còn lại mà không đạt thì mình phải lúc tôi mà kiểm tra mà nó không đạt thì mà phải là gen sư cancer, và thế nào mà bị đuổi thì mình phải sửa chữa và kiểm tra lại. Thì đó là cái những cái mục mà về gai ca gai căng cancer. Tiếp đến thì mình sẽ đi tiếp phần là vô trên vừa nô nay vừa kẹt căng cây xa này, là kiểm tra kẹt căng ở phía trong của đường hà. Thì nó cũng giống, nó cũng có một các cái mục cái chỗ gai căng cây xa này, mấy cái mục này là rất quan trọng. Đầu tiên là cái phạm vi mà cây sao của mình đó là
cá nhân comi vô sử dụng nó CBT can tố sơ này là mình phải kiểm tra toàn bộ những cái bộ phận những cái mối hàng mà can tố comi và cái phương pháp hàng đó là chôm và tăng số trên xa là duty á. Thì mọi người đọc mấy cái mục liên quan về cái duty này nó cũng quan trọng này, thì dựa vào cái quy định theo cái tiêu chuẩn trong cái vô cái từ vô sự vương nô chôm và tăng số kênh xa khi dùng này đô ca xe mê rơ thì nó sẽ có những có ba mục. Con bột này là vô trường thăng đi. Thôi mình nhờ một bàn giải thích giùm mình ba cái mục này, tại vì ba mục này nó cũng quan trọng á, nên mọi người đọc mọi người mới nhớ được. À, phần danh sách mà nãy bằng là thôi mình kêu đây cũng được. Mình mời bằng Quang Cường à. Mà đọc giúp cho mình phần 1 được không? Vâng ạ. Thì phạm vi áp dụng của cái như xạ là cây cô dai thì được làm từ 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 carbon, thì cái phần dâu xếp chữ can gen tokikomi thì sẽ dùng phương pháp chôn bà để tìm ra khuyết tật ạ. Thứ hai là với những ita chữ mà không đến 6 mm đường kính lỗ và đường kính lỗ là chưa đến 100 mm. Những chữ ghi tên mà có ita mà dưới sau chưa đến 6 mm và đường kính lỗ là chưa đến 100 mm thì đây. Thế những thép ống cái đường sau cái thép ống là À, cái chữ ghi nó có tên tên chưa Oyobi, đường sau cái Oyobi đấy là nghĩa là như nào ấy? bưng cái này là bưng ghi chi tê á, là cái từ này nghĩa là như là cái mối nối mà nó phân nhánh á, là như thế này này, mình vẽ sơ sơ vậy nha, đại khái vậy á. Đối với Dạ thì đối với những mối nối mà có ita dừa không đến 6 mm và đường kính lỗ dưới 100 mm và thép ống và những mối nối phân nhánh thì sẽ không áp dụng nguyên tắc đấy. là tức là mình không có duty được đúng không? Vâng. Cái mi mang này là mọi người đi là cái này là sao, ví dụ như 6 mm thì có được tính hay không? Không ạ, chưa đến 6 mm. Không, ý em nói là 6 mm là mình vẫn duty được đúng không? Vâng. Đúng rồi, tại vì cái này trong cái này một chút cũng trong thi cũng hay nhầm lắm. Để phải là ví dụ dưới 6 mm thì mình không không kiểm tra được, nhưng mà đúng 6 mm thì nó kiểm tra được nha. Với lại cái thép này. Ok. Cái NCU Chikite này với là Nagate Chikite này là bằng giải thích mình cái này được không? Tiếp theo là cái phương pháp chôn bà thì chôn paru sự là cái gì ạ? Cái này như là mình cũng không biết, cái này trong cái chỗ phương pháp duty thì nó dùng Thì chắc kiểu nó dùng tia để trực tiếp phóng trực tiếp vào cái khăn xạ là phản phản hồi lại sóng gì đúng không ạ? trong duty thì nếu dùng trong duty là phương pháp mà Parasu Hansa, mọi người chắc ai rành cái này thì có thể giải thích giùm mình cái này, chứ mình cũng không đó là sư chúc cừ này là mình dùng con giò là giò giò vuông góc đúng không?
Vâng. Thì không không hiểu cái ta đương sự đấy. Là chưa là phản xạ sóng trực tiếp. Này chắc bạn bạn là biết cái kiểm tra ưu tiên này có thể giải thích hộ. Và thực sự nó là cái sóng mà nó sóng nó phát một lần xong nó ngắt quãng nó phát tiếp ấy, chứ không phải là sóng liên tục. Nghe tiếng không? Nghe anh ơi. Vâng. Và thực sự này nó cái con đầu giò tròn ấy, cái đầu giò tròn mà nó như anh em thì chắc như thế. Cái đầu giò tròn ấy thì nó ra cái sóng mà nó sóng vuông góc với cái bề mặt của tấm ấy. Thì cái đầu giò tròn ấy nó đây nó nói là cái đầu giò tròn ấy thì nó dùng cái sóng Paris sự này là cái sóng mà phát một lần xong nó ngắt quãng, nó sóng ngắt quãng ấy, chứ không phải là sóng liên tục. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái con giò mà giò 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 con góc nghiêng thì mình có dùng cái sóng này không anh? Hay là nó chỉ dùng trong cái sóng cái con giò vuông góc này thôi? Cái đó thì mình cũng không rõ lắm. Mình biết là cái đầu giò còn cái Paris sự này nó hay dùng cho cái sóng ở cái con giò mà vuông góc ấy. Em cảm ơn. Ok, em đang mọi người cứ hiểu đại khái vậy cũng được. Tiếp không hay là bạn tiếp luôn được không hay là mình hay là mời người khác? À, mọi người chia nhau. Ok, nghe cám bằng nha. Vâng. Tiếp theo mình mời bằng Trần Công Hoàng. Ý hai là nó nói về con giò và cái dung, chất dung môi cho UT ấy. Nó bảo con giò có các góc là 45, 65, 70. Còn cái dung môi thì nguyên tắc là phải dùng glycerin hoặc là glycerin nồng độ trên 75%. Đó, ý hai như thế. Rồi còn lại giúp mình phần 3 luôn thôi. Ba thì về góc giò thì đó. Thì có biết là con giò góc nghiêng, thì con giò góc nghiêng thì những cái chóp ống nào mà có đường kính trên 300 mm và cái liên kết hàn có hình dạng bằng phẳng thì ta sẽ còn dùng cái loại phương pháp giò nghiêng này. Còn cái giò thẳng thì là dùng để phát hiện ra những cái kịch cẳng mà khó có thể làm được bằng pháp nghiêng, hoặc là giò chỗ ưa chi đai ra dùng hàn y bốc sự. Để ý như thế. Ok, trong hàng Kitosuragu này thì thường tức là trong cái Uchiha thì mình hay dùng, thường thì mình dùng là không Ippa thì mình Giò dùng là ở giò nghiêng, nhưng mà trong trường hợp trong cái đai da của mình đó mình sẽ dùng con giò Shichoku này. Ok, mình cảm ơn nha. vâng. Rồi mình đi tiếp phần 3 thì ví dụ cái nhận định cái tỷ lệ mà là đạt hay không đạt thì mình dựa vào phần này nè. À, cô rồi chôm bà cho cô nó cái mục tiêu chuẩn như thế nào thì nó sẽ dựa vào đó là đánh giá của mình đạt hay không đạt. Thứ tư là về cái phương pháp mà hàng này thì là chôm bà Nikitori Kensa này thì mình là kiểm tra là thường là lấy mẫu. Thì cái cách mà tính những cái caso này thì một đường hàng bao nhiêu doctor thì đây người ta cũng có viết, nhưng mà mọi người nhìn vào đây thì nó cũng dễ hiểu hơn này. Ở trong cái bảng này mọi người cố gắng học thuộc luôn, coi qua thôi chứ không phải.
Ví dụ như chỗ này ví dụ Hakugata Damen Hashira thì ở đây là bốn mặt đúng không, thì một đường hào của mình là mặt của người ta là người ta quy định là một castle, thì bốn hào là như là bốn castle, còn chỗ này là cũng là bốn castle này, còn bên này chỗ bên này là chỗ Shigechi, thì đây là một cái sổ dưới này, một cái sổ hai cái sổ này, thì cách tính cái sổ là như vậy, mọi người tham khảo cái bảng này nha. Tiếp theo nữa là à có chỗ này nè, chỗ này quan trọng này, Ichiyo Tsukasu Ichikensa Kasu có nghĩa là một đường hà, thì cái nào là một castle coi như là một một đường hào của mình, coi như là một kensa này, là một castle để mình kiểm tra này, thì chỉ cho castle no nagasa ga 300 mili square bay thì là 300 mili ô ichikensa castle tosuru này, thì trong đường hào của mình á, thì thường là mình quy định là 300 mm đúng không, thì trong trường hợp nếu mà nagasa mà nó là sao mà nó vượt quá 300 á, thì mình cứ lấy là sao của một cái cao su kênh sau của mình là 300. Còn trong trường hợp mà 300 goto ni zukitte dansei ga 150 ijo aru baai ni wa ichi kênh sau cao su to suru, thì 150 mimang no baai wa cái này thì mình không biết tên này, này là bư bưng mí, thì khi mà mình cắt á, tức là mình lấy 300, mình lấy theo quy định là 300 mm là một cái đường hàng, khi mình cắt ra cái phần còn thừa của mình á mà từ 150 mm trở lên á thì là mình tính là một cao su kiểm tra, còn nếu trường hợp mà khi mà mình lấy 300 rồi nhưng mà phần còn thừa còn lại á, tức là mình cắt thì cái đuôi nó còn lại có 100 dưới 150 thì mình không được vắt cái phần đó nha, mình để mình cộng vào cái lô tiếp theo, cái phần mình tính tiếp theo á, mọi người chú ý cái chỗ này. Không, mọi người hiểu cái đoạn này không ạ? Đoạn này rồi tiếp theo là thì sampling là cái mẫu của mình thì lấy là bao nhiêu, thì là 30 cái à, mọi người cái chỗ này người ta cũng ghi đầy đủ nhưng mà mọi người nhìn vào cái biểu đồ này thì sẽ dễ hiểu hơn này, rồi mình mời bạn giải thích cho nó nhớ, tại vì cái này là ra nhiều nha mọi người, có khi người ta ra nguyên cái biểu đồ này luôn mà có khi người ta viết thành văn, thì mọi người đọc, mời bạn đọc cho mọi người cùng hiểu luôn, cho mọi người đọc qua một lần là sẽ nhớ. Ở đây, nãy mình đợi đợi mình tí nha mọi người. Rồi, đợi mình lấy cái danh sách này mọi người, sorry mọi người tí. Mình mời bạn Nguyễn Văn Thạch ạ. À.
Có cái bản như đầu tiên này thì là người ta nói là cái rốt tổ ấy, cái cấu hình của cái rốt tổ này thì là đầu tiên là dưới 300 cái cao số, dưới 300 cao số thì là ở trong lần kiểm tra thứ nhất thì nó sẽ chọn ra 30 mẫu và người ta tiến hành kiểm tra. Nếu mà trong 30 mẫu đây có một có một nốt, có một cái mẫu có ít hơn một mẫu ấy, mà không đạt đi thì là cái mẫu nó đạt. Còn nếu mà trên 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 bốn bốn mẫu mà nó bị lỗi là cái mẫu đấy sẽ thành mẫu thành cái rốt tổ không đạt. Thì giả sử như trong cái lần kiểm tra thứ hai ấy, thì người ta sẽ tính là từ 2 đến 3 cái sản bị lỗi trong 30 sản phẩm, thì người ta tiếp tục tiến hành kiểm tra lần thứ hai và người ta sẽ lấy trung bình cái lần thứ nhất và lần thứ hai để đánh giá xem là cái mẫu đấy nó đạt hay không đạt ấy. Thì nếu như mà cái tổng trung bình nó nhỏ hơn 4 thì là cái mẫu này đạt, còn nếu mà tổng trung bình mà lớn hơn 5 thì là cái mẫu đấy là thành mẫu không đạt. Và Đâu đúng không? người ta kết muốn người ta kết tốt tội sẽ nếu như không đạt đấy mà trên 5 năm 5 mẫu mà không đạt đấy thì người ta sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ cái mẫu đấy chứ không phải kiểm tra cái xăm cái tori nữa. Đúng rồi. Ok, cảm ơn bạn. Mọi người có hiểu cái tao vừa giải thích không? Em thấy bạn giải thích rất là rõ ràng rồi đó. Nhưng mà trên này người ta viết vậy thôi, nhưng mà mình nhìn vào biểu đồ này thì mình sẽ hiểu được thì nó sẽ hay hơn. Người ta cũng viết y chang dưới này à. Đây. Thì trong mà nói thì lốc tù của mình là mình lấy là dưới 300 lốc tù này, thì lần đầu tiên mình lấy là 30 cái. Thì kiểm tra lần đầu tiên nếu mà một lần á thì kiểm tra lần đầu mà nó dưới một cái thì là lốc tù đó là đầu, còn mà bốn cái trở lên thì là rớt, thì mình phải buộc là kiểm tra lần hai thì mình sẽ lấy thêm 30 cái này thì tổng cộng là 60 cái đúng không? Trong cái lúc mình còn dồn thì mình còn hai cái lại mình kiểm tra, nếu như mà nó tổng cộng mà nó dưới bốn cái thì lốc tù đó là đạt, còn mà còn hai tổng hai cái còn hai cái lại mà nó trên năm thì cái lô đó là không lọc và mình sẽ kiểm tra lại toàn bộ giống như nãy bạn giải thích. Thì mình nghĩ cũng dễ hiểu nên mọi người có ai có vấn đề trong cái này không ạ? À? Mình Tôi thấy cái này hỏi đấy. cũng hay ra, ok vào. Tôi hỏi cái bốn cái y cạ kia kiểm tra lần hai, bốn cái y cạ là khi mình kiểm tra có cộng thêm là hai đến ba cái lỗi lần trước không, hay là hai đến ba cái lỗi lần trước sẽ bỏ riêng ra? Đâu có. Thì ý là mình kiểm tra lần hai đúng không, mình cũng lấy 30 cái trong cái lốc này này đúng không, thì mình lấy 30 cái thì mình kiểm tra nếu mà nó có sản phẩm lỗi thì mình sẽ cộng thêm cái lần trước nữa là cộng hai cái còn lại, mình hợp hai cái lại thì nó nếu mà nó mà dưới bốn cái thì nó sẽ đậu. Có nghĩa là nếu 60 cái mà mình bây giờ phát hiện thêm một cái nữa, trừ 2 đến 3 cái kia ra thì là 4 cái là sẽ không đậu đúng Đúng hả? Là không? sao? Ý bà bằng nói lại Ý là khi mà mình kiểm tra mà lần 2 nó không kiểm tra lần 2 mà mình phát hiện lần đầu tiên kiểm tra lần 1 mình phát hiện 2 đến 3 cái là không đạt nhé. Mình gọi là 3 cái đúng không? Thế là trong 60 cái này mình kiểm tra mà phát hiện thêm một cái nữa đúng rồi, thì là nếu 4 mà cái chị đấy. thì là Là không được ok đạt đúng không? một cái thì bốn cái thì này này độ đạt bốn cái rồi mà năm cái trở lên thì Không không đạt, hai à, ba cộng một thành bốn bốn cái rồi thì cũng bốn đạt cái rồi. y rồi à, đúng rồi Bốn bốn à, cái y rồi, từ y rồi đấy là từ 4 giờ đấy chứ không phải từ là bốn giờ trên trên 4 rồi. không có bốn vẫn tính y Không, mà nhưng mà bốn vẫn bốn tính là vẫn đạt đúng mọi bốn vẫn người, đạt thì bốn là vẫn đạt mà à, mình hiểu rồi chỉ cảm còn ơn. thì ý là bà nói ý bà muốn hỏi là ví dụ như mà năm ví dụ hồi trước là mình ra lốc đầu tiên là có ba cái rồi, mà giờ mình chỉ cần thêm một cái nữa, nếu mà hai cái thì là rớt đúng không, Ừ, thì mình đang một hỏi cái có nữa cộng vào hay không ấy. cộng phải cộng vào á. À, trên này này à, dưới này người ta có ghi chỗ này này bà, Nuwa này À, mình nhìn rồi, mình cảm ơn ạ. à. Ok. Ok, mọi người hiểu cái này là ok rồi, thì
trong đề nó cũng ra chỉ có vậy à, nhưng mà có là khả năng nó viết bằng bằng chữ thôi. Theo à, tiếp theo là mình đi kiếm ra cái mục start đồ. Chắc start đồ chắc mười trước mấy anh cũng giải thích mọi người chắc ở đây cũng cũng biết rồi ha. Thì con đinh táng thì thường mình là dùng cho hokio trong chỗ mà có cái đi tù á. Thì khi mà công trình của mình mà có start đồ thì mình cũng phải là kiểm tra. Thì start đồ kiểm tra thì là mình cũng phải là kiểm tra start đồ cho CBT này, đối tượng kiểm tra này. Kara start đồ di cư dân siêu xem cái file của mình nó và tab t start đồ cho server này chưa đưa xem cái nó đặt cái tôi xin luôn này. Thì ở chỗ này người ta nói là gì thì mình kiểm tra coi cái con start đồ của mình này người ta cái mục kara kara đây là con start của mình nó là cái anh bởi đây khá ở đây kia Yari của mình. Ủa, cái này mình để hơi xấu tí nha, cái này gọi là Kara này mọi người. Thì mình sẽ kiểm tra cái chỗ này coi nó có bị ăn đặt hết tù rồi gì không. Mình tiếp theo nữa là mình sẽ kiểm tra về cái mã ghi. Thì là nếu mà mã ghi mà các cơ đồ là 15 đồ á thì là nó vẫn đạt tiêu chuẩn này đó. Thì con sẽ tất kiểm tra tất đồ thì nó cũng đơn giản vậy thôi, nhưng mà có nhiều trường hợp trong bài thi trong thi mình thấy lâu lâu nó cũng có ra, nhưng mà cái này thì nó đơn giản, mọi người học đọc qua cái này là nó chỉ có ra vậy thôi chứ không có chạy đâu nữa. Cái thứ hai nữa là kiểm tra về tác đồ thì là nó kiểm tra về cái đồ Shiragi Magi Takasa này và cái góc nghiêng là cái độ cao của con tác đồ sau khi hàng và cái góc nghiêng. Thì cái này mọi người trông chắc xấu là dễ hiểu. Rồi tiếp theo là về lấy mẫu. Thì cách lấy mẫu như là mình lấy là 100 con này start đầu cho sửa tao cái sao cho bi ok kênh sao làm cái bom mata siêu cho bôi ra ít bom mata ít chi ra cho thì trong thì á cái sample cái mẫu của mình là lấy 100 cái, hoặc là trong cái bộ phận mà cái cấu chính của mình là một thanh hoặc là một đai thì mình quy định đó là một lốc tổ. Thì một lốc đồ thì nó sẽ tương ứng với là một một con start đồ. Và đây hai là nhận định về cái tỷ lệ đạt hay không đạt thì cũng dựa vào rất xấu ấy, một rất xấu này phụ lục xấu này. Ví dụ như là tập cách xa của nó là lỡ nhỏ hơn bằng 1 hay 0.5 gì đó mình cũng không nhớ, với là góc nghiêng của nó bao nhiêu đó thì trong rất xấu. Mọi người tham khảo thêm nha, hình như là trang à 90 á thì nó có này, đó là L cộng delta L
bé ông lớn bằng âm 1,5 cộng 1,5, có nghĩa là bé ông 3 độ. Thì cái này mọi người tham khảo trong lớp 6 nha. Thứ hai là về kiểm tra quan sát đồ thì nó có là magesin, dageki magesiken này. Đây thì nó cũng có, cũng tương tự như là kiểm tra bên chỗ chuột Shiage Takasa, thì cũng là lấy trong 100 con hoặc là của bằng Shujobuya Ippon Ichidai Yotsushita Honsu Ichiro Kasukunaiho Ichiro Tô là tương ứng với một con, thì nhận định tỷ lệ mà đó thì là góc độ của nó mà nằm các cái độ là 15 độ á, thì nó có trong trường hợp nó có, nó không có kẹt cao này thì là rốt từ đó là vô cơ. Goku Tsuno Goku Roto wa sonomama ukeru Goku Natabai wa Doroto Nihon no Stab do Kensa Si Nihon tomo Tekigo no Bai wa Sono Roto wa Goku Sua Tosuru Tadashi kono Nihon no Stab do no Uchi Stab do no Uchi Ippon Iyo Kugo Nga Bai wa Sono Roto wa Jensu Kensa. Thì những cái lock nào mà đạt á thì là mình sẽ nghiệm thu, còn những cái trường hợp mà không đạt thì mình sẽ lấy hai con Nihon tố mồ nốt tô. Tức là cùng trong một cái lóc hồi nãy mình lấy mà không đạt đó thì mình sẽ lấy hai con kiếm đem đi kiểm tra, hai con mà đều đạt á thì là lóc đó là ok là đạt. Tuy nhiên hai con mà có một con mà không đạt á thì mình phải kiểm tra lại toàn bộ. Thì những cái và cuối cùng là những cái castle mà không đạt thì mình sửa chữa và là kiểm tra lại. Rồi trong phần chương 5 này thì coi như là mình đi hết phần chương 5 rồi. Thì trong phần chương 5 mình tóm lại là nó có hai cái phần quan trọng, đó là nai bực kịch cao với là gai bực kịch cao thôi. Đây. Cái hồi nãy mình mọi người cùng đi qua. Thì mọi người cố gắng quay lại chỗ này. Thực ra nó ít dần nhưng mà từ đó nó ra, mọi người nắm được cái này thì nó sẽ ra trong bài thi, nó ra là nhiều với chương sau nữa. Chương sau là chương 6 á, về cái tại vì chỉ Kensa hay là Shuri Kensa. Ok, mọi người trong chương 5 này mọi người có ai có ý kiến hay là không muốn góp ý gì thêm hay là gì không? Bạn ấy cho mình thắc mắc chỗ mà Stato Kensa thì cái mẫu của mình lấy là cái chỗ mục 5.5.4 mà phần 3 mà cái Kensa Năm tuần nay tuần bốn phòng bao hả? cái phần 3 cái phần xuống 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 một tí nữa. Đây đúng Đúng không? rồi cái đó, đúng rồi cái phần này là cái mẫu là mình lấy 100 con là mình lấy mẫu 100 cái hay là sao mà à. Trong một mẫu thì mình chỉ lấy một lóc của mình là tương ứng với một con thôi nè. Ví dụ như cả cả mấy cái dầm mà họ bán stato rồi giờ mình chỉ cần làm một con thôi à hay là sao? À, ý bạn nói là kiếm tra bao nhiêu con hả? Đúng rồi, đúng rồi. Thì trong một lóc thì mình, thì trong này người ta nói là
một một lóc á, thì tương đương với mình là một 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 con của cô na ư này. Thì mình lấy một lóc đó mình đem đi kiểm tra thôi. Là Thì vậy là chỉ cần lấy một con là được đúng không? rồi, nếu mà một con đó mà ví dụ như mà nó mình kiểm tra là kiểm tra thử coi, là thực ra thì cái stat đồ này thì nó không ảnh hưởng tới kết cấu chính của mình là bao nhiêu hết á. Mình chỉ kiểm là nó có ăn đa cái tù là gì đó không, cái này người ta nói nè. Xong mà cái scan thì bắt đầu mình đem con đó đi, mình coi, mình kiểm tra nó có bị mà ghi này này 15 đồ, tại vì mình dùng dùng búa mình đánh hay sao đó, thì mình kiểm tra thì là mình sẽ đánh được, đánh giá được cái lock đó là nó đạt hay không đạt. Ủa thì mình nghĩ là cái này thì mình cũng không kiểm tra, nhưng mà trong này nó ghi vậy thì không biết có phải vậy không mọi người. Cái này Cái này làm không biết dịch ra tiếng Nhật là dịch như nào, các bạn có thể dịch cái phần này giùm mình được không ạ? nào anh, cái nào ạ? Cái phần Đây hả? Maruichi mà bạn đang đang để bút đấy. Maruichi này là thì cái mẫu á, người cái mẫu trong cái lốc mà được cấu thành á, tức là mình lấy bao nhiêu mẫu á. À, dịch hết cái này luôn hả? Đúng rồi. Thì khi mà cái thí nghiệm mà cái mình tiến hành mà kiểm tra con sắt mà kiểm tra mà ghi á, cái từ này là từ gì này, cái tara mà ghi, nói chung là mình kiểm tra mà ghi cái đồ đồ công của con sắt đồ á, thì trong ví dụ như trong cái dòng của mình nó có 100 con này, hoặc là trong một cái dòng chính á là một con, hoặc là một Ichidai, chứ trừ là khi mình hàng một một cái á, mà tính theo ra cái này thì nó không nói bao nhiêu con thôi. Thì trong ba cái này này hình như là mình chỉ lấy bên nào mà ít nhất á, thì mình sẽ làm cái lóc để mình kiểm tra. Alo, Có bạn nào tiếng Nhật giỏi dịch cho mình cái này, tiếng mình thử dịch. tiếng Nhật mình không giỏi, nhưng mình giải thích cái này cho nhé. Ok. Cái câu này người ta bảo là trong cái kiểm tra Mage này thì nó sẽ có đây, người ta viết là trọng một 100 cái stat độ ấy, Đúng không? hoặc là một 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 đai bên nào y dư cả sư cự này, có nghĩa là trong một ví dụ trong một sản phẩm của bạn mà có khoảng 200 cái stat độ đi, thì cứ 100 thì bạn sẽ phải mang game một cái làm thí nghiệm. Còn ví dụ cái trường hợp mà trên một đai mà có chỉ khoảng ví dụ như có 20 đi, nhưng mà 20 cái stat độ đấy bắn trên một đai, thì trên một cái đai đấy mặc dù là chỉ có 20 cái thôi nhưng cũng phải mang game một 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 cái cái. đúng không? À, Ừ, bên cái này nó mình tính bên nào hiểu ít hơn ít dư cả, rồi. bên nào ít hơn thì sẽ lấy cái đấy làm kỳ duyên để test cái magi đấy. Trong này người ta cũng nói là tức là trong ba cái này mà cái nào ít nhất á thì mình sẽ làm cái lock để mình kiểm tra đúng không? Mình lấy cái đó. Thì nhưng mà hồi nãy mới nói là giống bằng cái bằng hỏi là có phải là kiểm tra một 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 thanh là đúng đúng không? Mình chỉ cần lấy một thanh mình kiểm tra thôi đúng không? Tức là mình lấy một con thôi đúng không? Lấy một Nếu con là nếu sao? mà nếu mà trong cái dầm đấy nó có gắn 300 cái stat độ thì mình sẽ Ừ. chia ra làm 3 rốt tổ. Cho Ba trong ba rốt lớp tổ tỏ. mình sẽ kiểm tra một Đúng cái đúng rồi thôi. đúng không? Nếu Đúng. mà nó mà được thì cái rốt tổ đấy được. Tiếp theo mình đi kiểm Ừ. tra rốt tổ 2, rốt tổ 3 và cả ba rốt tổ đấy đều được thì nó hợp cách. Nhưng mà nếu trong một cái rốt tổ nào đấy nó có một cái không được thì người ta sẽ Ừ. kiểm tra tiếp thêm 2 cái. Nếu mà cả 2 cái đấy đều được thì cái rốt tổ đấy hợp cách. Còn nếu trong 2 cái đấy mà có một cái trở lên mà nó không hợp cách thì cả cả cái rốt tổ đấy sẽ không hợp cách và người ta sẽ kiểm tra lại toàn bộ cái rốt tổ đấy. Ok bạn. Wow. Mọi người hiểu. Mà thì tất cả hiểu ok không mọi người? Mình hiểu rồi, cảm ơn các bạn ạ. Ok. Cái này mình cũng không, mình chỉ biết là một lóc đó mình lấy một cái thôi. Ok.
Mọi người có ai có cần thảo luận vấn đề gì nữa không? Trong chương 5 này á. Nếu không thì mình sẽ thử làm, mình làm bài tập. Ok, vậy làm bài tập đi mọi người ha, để ôn lại. Mình sẽ mời một bạn làm giúp mình nha. Mời bạn Hàm Minh Nguyên. Mình sẽ kêu ở dưới giữa, tại vì thường mọi người hay nói là kêu đầu, mọi người không ở giữa không được làm. Bằng Nguyên có không ạ? Không có này, mình tiếp vào đó. Lê Ngọc Tuấn. Alo Tuấn ơi. Câu câu con này. Thôi vậy mình mời bằng nữ đi không? Bằng Hồ Va Liên. Ơi mình nghe bạn ơi. Bạn giúp mình làm câu này được không? Câu 31. Câu này thì nó nói về cái liên quan tới kiểm tra vai con cancer của cái mối hàng trong cái quá trình mà kiểm tra nghiệm thu. Câu 1 này thì Từ từ, bạn đọc qua một lần, bạn đọc chưa? Thử coi bạn chưa. còn chọn đáp án. Thử chứ đọc qua một lần coi mình không dịch chứ, mình làm luôn coi có nhớ có chọn được câu như thế nào. Bốp. Hả? Câu số 4. Là tại vì sao sai? Tại vì chọn cái chỗ mà cái kiểm tra Nikitori nè là 300 cây số. Ok, tại vì biết sao, tại vì thực ra bộ thi á, mình đấy là mình học thôi, mình nhớ là mình kiến thức thôi, chứ còn bộ thi mình không có thời gian mà đọc hết, mình dịch cho mình lấy cái gì mà nó là bắt đầu mình đánh liền luôn. Ok, cảm ơn, nhưng mà giờ dịch thì mình nha, đó là mình hỏi về thôi, tại vì thực ra một câu mình chỉ làm 2 phút. 2.554 phút, 2.54 phút gì đó, thì mình đây do mình làm đây, thực ra nha, làm ở đây á, thì do mình làm rồi này, rồi mình học đó, nó dễ, chứ còn vô trong thi đó lúc nó nhiều, nó nhiều chữ á, mà có những cái từ tiếng Nhật nó lạ, mình cứ leo lên mình dịch dịch á là hết giờ, nên cứ tô Cũng ba tâm sư lý nó mà. qua. Sau này mọi người luyện đề là mọi người biết là luyện đề theo kiểu sau này chắc Benedict sẽ cho mình cái đề thiệp là mình vào đó mình làm luôn, mình làm đúng đúng thời gian luôn, mà hết là mình không có thể làm được, nó chấm điểm trên đó luôn, thì mọi người sẽ biết được mà. Ok, thì cảm ơn, giờ mình dịch giùm mình nha, để mọi người cùng ôn lại á. Cái này là cái nó đang nói về câu số 1, là nó nói về cái phạm vi đối tượng mà làm cái kiểm tra nghiệm thu này, thì ta là tất cả kiểm tra tất cả các mối hàng. Về các mục kiểm tra thì theo cái nguyên tắc, thì theo cái 6 tập có chiều xe đồ cancer kỳ dương thì hiển thị ở mục ngoài
Ngoài cái kiểm tra gồm có bao gồm kiểm tra thì gồm bao gồm 17 mục, nhưng mà ngoài kiểm tra cái setup đồ thì còn lại là 16 mục là phải kiểm tra. Tức là Setup nếu đồ là nó sẽ có phần kiểm tra đi. thì tốc độ thì nó sẽ kiểm tra vào mục số 3 này. Ủa vậy mọi người chắc cũng biết cái này chứ gì, trong danh sáu cái cư số cừu này nè, mọi người nhớ ra trong danh sáu là nó có 16 mục á, tổng cộng 17 mục á, là mục sắp tác đồ là mục số 17 16 á. Cái Trang 53. mình hay đọc cái từ C này, nhưng mà thật ra trong trong cái phụ lục ở sau á. Ok, mình vừa vào được đó là mình kiểm tra thôi. Tiếp tiếp câu hai bạn. Câu 2 thì nó nói về các phương pháp kiểm tra thì về kiểm tra bằng mắt ha. Kiểm tra bằng mắt về cái độ chính xác, cái độ chính xác và cái khuyết điểm. À, khuyết tật chứ. Khuyết tật được hiển thị. Thì việc sử dụng những dụng cụ thích hợp để kiểm tra các khu vực. Nếu mà kiểm tra dùng bằng ngoại quan, dùng bằng mắt thì cái chỗ nó là sao chứ? À, con bắt tại vì mình giúp mình xin phép giải thích bằng cái này với nhau. Hồi nãy trong kia nó cũng có y chang câu này luôn đúng không? Thì mình kiểm tra ngoại quan này, đây là câu hỏi anh đang hỏi là gai căng trên sao đúng không? Thì kiểm tra ngoài ra ngoại quan thì cái phương pháp kiểm tra là mình kiểm tra trên bề mặt này, cũng như là cái độ chính xác của symbol á, thì là mình kiểm tra một cái si kensa này, là theo kiểu mình kiểm tra bằng mắt, tức là mình nhìn thấy tất cả, mình đi kiểm tra các cái casio, các cái đường hàng của mình đó, mà mình thấy cái casio nào mà mình nghĩ là nó bị lệch so với tiêu chuẩn á, thì khi đó mình phải đo. Đây cái từ À, này chắc là cái bằng đó là nói chữ lệch đúng không? cái này là đúng rồi, thì chi đa trừ cái gì á, thì chưa đa trừ cái gì á, đúng như nó mà nó mình nghĩ là cái chỗ cái đường hàng nó mình nhìn vào mình thấy, tại vì khi mà nó bị lỗi thì chắc là mình sẽ thấy nó khác liền á, hoặc là Yomori hay là cái bi đồ của nó lớn hay gì đó, thì những cái đường hàng đó thì mình nghĩ là mình chỉ trong này người ta nói là từ nomi này đó, những cái đường hàng mà mình thấy nó lệch so với cái tiêu chuẩn, thì cái đó là mình sẽ dùng dụng cụ để mình đo và xem là nó có bị lỗi hay không đúng không? À, Mà cũng nhớ cái từ này đúng không? cái từ đó là từ nãy nói là từ gì đó, Itsuda sao? từ đó chưa. Itsuda là bị lịch hay là bị sai lịch hay là cái gì đó. Ok bà, cảm ơn. Ok, mà tiếp có 3 giờ mình đi. Câu 3 thì nó nói về cái tiêu chuẩn để đánh giá đạt hay không đạt thì nó ở cái cuốn giấy 6, mục 6, cái decorative table Kansai Kijun này thì nó nói về cái tiêu chuẩn đánh cái Gankai tiêu chuẩn đánh cái khi Gankai Kyoyosa. Ừ, chứ không phải là dựa vào quản lý đúng không? Genkai chứ Kyoyosa chứ không phải là Kanri Kyoyosa đúng không? Thì mọi người hay nhầm, trong khi đó lúc đó người ta cũng ra, người ta đối lại á. Đề thi Ồ, nó cái ra đây này. Nên mọi người đọc mấy cái này mọi người hiểu á, thì sau đề thi nó có lách léo đường nào mình cũng 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 chắc chắn nó sẽ đuổi á. Đề thi này là nó hay ra theo kiểu đó lắm đó. Vẫn có câu gì nhưng mà lúc người ta cũng cho mấy hay cái bị nhầm Kanri Yoyosa á. sao với là Genkai. Ok, tiếp câu 4 rồi à, thì câu sai này. Câu 4 này sẽ nói về cái kiểm tra lấy mẫu, à chỉ cầu cái kiểm tra ngoại quan của cái phần kanzen
Tokekome-Yoshitsu này thì kiểm tra lấy mẫu thì nó sẽ kiểm tra ở kiểm tra theo lotto và kiểm tra bốn tại bốn dưới bốn cái castle thì được tính là một lotto. Một thì tại một lotto đó thì mình sẽ lấy là 10% cái summary là mẫu thử. Câu này khi nó nói tóm lại là nói là cái lấy mẫu cái kiểm tra ngoại quan của cái phần kanzen, cái phần hàng ngấu hoàn toàn, ngấu hoàn toàn này thì nó sẽ lấy ở 400 cái ca, dưới 400 ca số thì Nhưng mà tổng trong sách là 300 đúng không? dạ vâng 300. Ok, tiếp câu 5. Câu số 5 này thì nó kêu là có ở tại cái phần cái chỗ phần hàng á thì khi cái trường hợp mà khi mà xác nhận cái khuyết tật, cái khuyết tật hạn chế, khuyết tật xác định hả, xác định khuyết tật với nút cơ thì mình sẽ tiến hành kiểm tra lại toàn bộ cái phần hàng. Okay. Tức là khi mà mình đã xác nhận rõ ràng rồi cái chỗ hàng đó là nó bị vỡ, bị quà rê này, thì khi mà đường hàng của mình mà nói chung là điều tối kỳ nhất là nó bị vỡ, nó bị nứt đó, thì nó ảnh hưởng tới chất lượng cái đường hàng của mình, nên là mình buộc phải là kiểm tra toàn bộ lại cái bộ phận hàng tương ứng đó. Ok, Tại vì cảm ơn cái bạn phần nha. hàng là cái phần hàng rất là quan trọng đúng không ạ? Thì nói chung đường hàng hả? Đúng rồi. Thì ý là mình nói là thì mình làm bên chỗ kết cấu này chung quy lại thì mình cũng quy về một cái là đường hàng không à, đúng không? Và nó ảnh hưởng hầu như là với tới cái bực kênh của mình, tới công trình của mình, và nó ảnh hưởng lớn, nên do bởi vậy mình trong mình học đó là tại sao không kiểm tra mấy cái mà hầu như là kiểm tra ví dụ gai căng, vô sự bực căng hay là vô sự kiệt căng rồi này nọ, thì bộ phận hàng của mình nó rất quan trọng để ảnh hưởng tới chất lượng của cái bực kênh của mình đó. Ừ, Dạ vâng. cảm ơn bạn nha. Ok, mình làm tiếp, làm cho nhớ, tại vì cái phần này thực ra nó có chiều đó mà nó ra nhiều á, cũng tương tự rồi. Cứ vừa rồi 300 là ở ngay vừa kẹt căng chứ nhỉ? Còn À vừa đây rồi đây là à, đây mình mới, sorry bạn nha, cái trong này nó có này bạn, là nãy bực cái cao không, nãy bực cao thì mình lấy đây rồi cũng nói rồi đúng Còn cái không, vừa dân nãy dân là ở đây trên trên nãy khúc bực nó câu số tự ấy. trang hai Còn cái tám mươi mục số bốn. câu vừa rồi đang là Đây. nhưng Mục số 4 anh ơi. Trang 280. 280. Đây. Số 4, số 4. Bên trên. Đấy, tôi chữ, tôi sự. đây Đối đúng chữ, rồi. tôi sự. Ok, xin cảm ơn ạ. Hình như mà câu sau này mình nên mình sẽ mời người đã làm thì coi bằng mấy bạn làm rồi á, nhưng mình làm ôn là thì coi nó đúng không nha. Mời bạn số 24 Nguyễn Văn Phú. Đâu nào ta? Ta số. Ô, Phú có đây hả? Tiếp theo là
Nguyễn Tiến Vũ. Sao sao này đến mọi người đến. Tiếp theo là Nguyễn Văn Thật. À, bạn giúp mình làm câu này nha. Bạn đọc qua bằng chọn đáp án trước đi. Thấy không? Mình không coi gì thấy không? Mà cứ chọn đáp án thôi. Mấy con này là giống giống nhau hết, nhưng mà khả năng là có ba nó đang bị sai sao, thì nó bảo là level ba nhưng khả năng là một hai ba chắc đều chôn vào hết luôn, đâu phải là cần thiết là phải level ba cho kiểu đâu. À, Tôi ý là nhìn đẹp. mình không phải cần thiết với level 3 đúng không? Nó giống ma xí nhưng còn thiết phải cần cần level ba đấy. Ừ, đúng rồi, Năng tại con vì này trong thì là sai. nó tại vì trong vòng đầu á Em thích thì nó hay cũng cũng không được mấy vị câu trí bên nha. trên này mà có ghi 1 2 3 ở zombie. Ở đây nó chỉ là nội dung ma thôi, nó không yêu cầu là bắt buộc là phải có ba cái bằng này mới kiểm tra được đúng không? Ừ, nhưng mà cái người kiểm tra nó phải có kinh nghiệm này, có kiến thức về cái này này, tính chấp hàng hay gì đó. Ok, các bạn giải thích cho mình mấy câu còn lại nha. Câu một đi, à, đọc cái đề trước cho mình luôn. À, thì trong này chọn câu sai rồi. Hiện tại để rồi nó vào trong cái người mà kiểm tra mười hàng đi, thì những cái câu nào sau đây là sai, thì cái đầu tiên của nó nói về cái người kiểm tra mười hàng thì là phải có được cái kiến thức đầu tiên là phải quan phải nắm vững được cái tiếp cận này, cái nguyên lý về cái phương pháp chôn tà này, hoặc là những cái kiến thức liên quan như là cái vật liệu, cái kiến trúc của vật liệu này, cái liên kết, cái hình thái hình dạng của cái liên kết này, cái góc hàn này, hay là những cái tiếp cận này, thì phải nắm rõ được những cái đấy liên quan đến cái phương pháp thi công hàn, là những cái đặc thù của cái phần hàn trong cái kết cấu thép. Câu một ý là thế. Ok. Câu thứ hai là những cái phần cấp mà liên quan đến cái chôm phá cái chôm, thì nó được quy định bởi cái hiệp hội mà kiểm tra không phá hoại mà GSND, mà quy định theo GS 2305, thì là nó sẽ có 3 bậc từ level 1 đến level 2 của cái chôm và tan số xịt lịch sử xả. Ok, đây Câu mọi thứ người ba nhớ thì nha. là như mình vừa bảo, thì là cái kiểm tra cái kỹ thuật bên trong mối hàn ấy, thì người ta có thể là dùng cái level 1, level 2 về, hoặc là một cái nữa là ở cái mà Bên cạnh kiến trúc chôm của vào cái cạnh xa cô đúng chôn vào kênh sao đấy, cái đấy cũng không? làm được nhé. Thì nó chỉ là cái nội dung chi bên này, nó có tận hai cái đấy, chứ không phải là chỉ có level 3 đấy. À, chính là cái số 4 luôn, chính là cái số 4 luôn này. Câu số 4 thì đấy chính là cái mà mình bảo hồi nãy, cái mà Đúng rồi. bằng cấp mà không phải cái bằng cấp mà chôn phá, mà bằng cấp một cái người mà cấp với cái người mà cấp vào cái chỗ ở trên sức của cô cái chữ
chung và kênh sở vi sự Đó, là phải yêu cầu cái này đúng không? để có xử lý được xa trên để có ý thức sự xa của cuộc sinh hoạt bằng cấp tiếp theo là bằng cấp ở đấy cùng với cả bằng cấp mà bên trong phạm mà cái bên đi ông như các cử à đi ông đi hai kiểm sản thứ năm thì mà nó nói về cái kiểm tra về cái độ chính xác của sân bô với cả kiểm tra ngoại quan của môi hàn thì là cho Z6 những cái mà nó không quy định mà nó không được cái quy định trong cái Z6 thì là người ta cũng mong muốn cái người mà có một cái bằng mà hẹn có cái bằng là nó bảo là ở chỗ cái trung tâm mà tịch quốc xử lý sự xả kêu của Senta mà cấp cho cái bằng mà kiến trúc từ Kozo Seiin Ken xả lý sự xả trong cái bằng này nó có công nhận và nó cũng có cái phần đối xử sự bộ tài quan kiến xã nó cũng có cái phần đấy thôi. Thế nên người ta mong muốn người ta cũng muốn phải có cái bằng đó người ta mong muốn cái đúng người kiểm tra cái căn trên tại trên xã thì có cái bằng đấy cái bằng là không? bên cái quyết trừ đi thì sự kiêu của xem tạo cấp cho Ngồi đây là vì người đấy. ta nói này. Cảm ơn người ta về vô chữ gai căng cảnh xá thì á là tục cư ní này. Thì việc cảnh xá là si các cư là không có quy định đúng không? Không biết được rất sao. Nhưng mà để mà trong cái hiệp hội này này thì về việc mà kiểm tra gai căng chưa trừ vùng gai căng trên xa thì người ta sẽ Không ứng ứng với cái hiệp hội này, hiệp hội mình hồi nãy mình nói là mình không sẽ thi này thì cái bằng xin không trên xa này. Thực ra cái này xin trên xa này với cái này trên này thì tất cả cái này là kiểm tra bên kích thước, còn cái kênh chỉ cử chôm bà trên xa này là cũng là gọi là xin trên xa nhưng mà nó bên chôm bà cái bằng này là nó gọi là đây mình nói là nó ngon hơn, nó biết hơn á, biết sao mà mọi người thấy là trong này người ta không yêu cầu là kiểm tra là phải có GT1, GT2 là GT3 mà phải cần cái này là người ta nội dung mà si cái bằng này hơn. Tại vì thực ra cái bằng này á, nếu mà thi được cái bằng này á thì hình như mình không nhớ nhưng mà không biết mọi người đã có như ai đã có cái bằng này chưa thì nói cho mình, nhưng mà buộc phải có một trong ba cái này nè, mình phải có được cái bằng này, mình biết thi được cái bằng này hay sao. Và khi mà mình đã có cái bằng này rồi là yêu cầu kinh nghiệm là như là phải trên 1 năm trở lên thì mình mới đăng ký được thi cái bằng này, nên nên khi mình có cái bằng này thì mình sẽ đáp ứng được hai yêu cầu đối với cái người mà kiểm tra này, là về cái mục này này, tính chất bên thợ hàng á, trong cái cấu hàng trong xây dựng của mình á, là cái bằng này là cái bằng UT 123 này, trong sách người ta nói vậy không. Còn cái mà về cái vế đầu này là mình hiểu biết về cái phương pháp hàng, à mình nói nhầm, mình hiểu về phương pháp là cái mục này được, là cái mục này. Còn cái mục thứ hai này là cái người thợ hàng là cần phải là có cái trang bị kiến thức đầy đủ về cái kênh chỉ cười dưới sự này và cái Seiko này, là cái bằng này này đó. Thực ra thi bằng này thì nó sẽ có bao gồm một phần nào đó về kiến thức trong cái bằng hàng này rồi, nên người ta không có yêu cầu thằng này mà phải yêu cầu với thằng này. Ok, cảm ơn bạn nha. Thì đáp án sai là có 3 đúng không? À, cái này cũng cho mọi người ôn lại luôn, không nói mình nói. Okay, không nhớ. Mình kêu ai nhưng mà mình quên rồi. Mình kêu bằng nữ đi. Mời bằng những thì
Thùy Dung. Dạ vâng ạ. À, làm giùm mình với nha. Anh ghi câu bao nhiêu ạ? À câu này à, sorry câu 37. Câu 37 ạ. Câu 3 này, câu 37 người ta bảo là liên quan đến kiểm tra khuyết tật bên trong mới hàn đấy, thì câu nào bị sai ạ? Okay. Bạn chọn được luôn không? Ý là đọc qua. Câu này là anh đẹp một chút nhé. Bạn dịch trước đi. À, em dịch từng câu một được không ạ? Ok. Như câu một người ta bảo là trong phạm vi đối tượng kiểm tra thì người ta sẽ kiểm tra toàn bộ cái hàn toàn phần ạ. Phương pháp kiểm tra thì nó dựa vào việc kiểm tra sóng siêu âm ạ. Thì cái tiêu chuẩn mà có thể đánh giá đạt hay không đạt cái phương pháp thí nghiệm này thì nó được viết ở trong cái kijun của cái kênh sao sóng siêu âm ấy, ở trong cái gì đây, trong cái phần hàn kiên trích cựa kuzo để nó được viết trong cái quyển này ạ. Thì câu một đúng ạ. Câu hai người à, em biết cần câu hai người ta gọi là cái kiểm tra sóng siêu âm thì đây thì là người ta dùng cái kiểm tra mà tôi đi tôi đi ạ à. Và một lốt tội thì nó được cấu thành một lốt tội thì gồm có dưới 300 ca sộ, 300 vị trí ạ. Thêm nữa thì những cái lốt tội kiểm tra này thì được, sẽ được cấu thành theo từng cái vị trí hàn ạ. Nên là cách khác là nó sẽ cái lốt tội kiểm tra này nó sẽ phân biệt với nhau ạ, như kiểu là các phần hàn ở giữa Hashira là Hari ạ, hay các mối nối của cột ạ, Chifuna hay là Diaphragm mự. Thì câu 2 cũng đúng ạ. Ok. Đến câu 3 người ta bảo là cái mẫu thử ấy ạ, thì được thực hiện ở cái phương pháp mà hợp lý theo từng đốt tội một ạ. Tội lớn thì nó là con số mà chiếm 10% của một lốt tội, thì cái đoạn 10% này bị sai ạ. Cái này là 30 ca sộ thì phải, 30 ca xươi thì phải ạ, chứ không phải 10% ạ. Ừ, tức là 30 cô đúng không? Xong người Một lớp ta còn phải bảo lấy ba. Ừ. Trong khi biểu đồ hồi này á. mà người ta bảo là nếu mà cái số mà à, cái con số mà không phù hợp ở trong cái mẫu thử này ạ thì dưới một ít thì là nó đạt, còn từ 4 trở lên thì là không đạt, từ 1 trở xuống thì đạt, còn là từ 4 trở lên thì không đạt ạ. Thế còn nó làm 2 hay 3 thì sao? 2 đến 3 thì người ta sẽ kiểm tra thêm một lần nữa, lấy thêm 30 mẫu, 30 con tiếp ạ. Ok. Dưới đấy dưới từ 4 trở xuống là đạt, không trên 5 từ 5 trở lên là không đạt thì phải. Ừ, năm đúng không? Chính xác. Wow. Nhớ chưa? Em vừa học bài rồi, em vừa dạy xong nên em vẫn nhớ. Người ta bảo đến câu 4 ạ, người ta bảo là cái số lượng mà không đạt ở trong mẫu thử ấy, đây nó bảo là từ một từ vượt quá một cho đến dưới 4 thì là tức là 2 và 3 ấy ạ. Thì người ta sẽ là từ cái việc lốt tội giống nhau này thì người ta sẽ lấy thêm một lần nữa, à, dùng cái phương pháp mà rút bớt ấy, lấy thêm một lần nữa này. Gì đây? À đây, nếu mà kết quả ấy, của cái mẫu của cái số mà không đạt ở trong cái mẫu thử này ấy, mà dưới từ 4 trở xuống thì là đạt này, còn từ 5 trở lên thì là không đạt ạ. Đến câu thứ 5 thì à, câu 4 này cũng đúng ạ. Đến câu thứ 5 thì người ta bảo là những cái mẫu, những cái lô ấy mà đạt ấy, thì người ta vẫn giữ nguyên ấy ạ. Những cái lô không đạt ấy thì người ta sẽ kiểm tra toàn bộ ở trong cái
kiểm tra mà khuyết tật bên trong mối hàn ấy, mà cái mối hàn mà không đạt ấy thì người ta sẽ phải sửa toàn bộ này và sau đó bắt buộc phải kiểm tra lại lần nữa ấy ạ. Thì câu năm này đúng ạ. Ok, thế là sai chỗ này 10% đúng không? Vâng ạ. Thì ta nhưng mà nói là trong cái này thì nó nằm từ cái bảng đó ra thôi, trong cái sơ đồ á nó viết thành văn vậy thôi đúng không mọi người? Đó nên mọi người nhớ vậy là ok rồi, mọi người nhớ vào thi là không có sơ gì rồi, đọc mình hiểu vậy rồi, không cần dịch nhưng mà mình hiểu được như vậy là vô người ta có tráo gì tráo nó cũng cũng làm được à. Không sao, ok mình cảm ơn nha. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Thôi vậy bài tập nếu mà đợi tí đi, mình thử mình qua chương 6 tí thôi, mình còn thời gian tí mình quay lại thì chương 5 nó chương đó nhưng mà nó sẽ ra nhiều câu hỏi, còn gặp lại mình sẽ sáu là về cái gì à, chương hai thì cơ bản chương sáu nha là về sinh cancer. Đây sinh cancer thì là nó chia ra giai đoạn là trong sau này cancer, tiêu can cancer và ure cancer, là kiểm tra nội bộ công ty và kiểm tra giai đoạn và trang nghiệm thu. Thì mọi người đọc thêm mấy cái mục này, đọc qua mấy mục này nha. Thì giống như trong mục một là gì? Cô dù sẽ cường độ cano stabilize tai sự tối tế của cô qua là đây xin khen sau á, tức là khi mà kiểm tra xin khen sau mà sản phẩm mình đã làm xong á thì nó dựa vào thằng sana khen sau là kiểm tra nó sana khen sau và ure khen sau. Hay là các mục về liên quan tới các mục kiểm tra mà trên cancer thì nó có tổng cộng mà mấy cái mục này này, thì mấy mục này thì tí ở dưới người ta cũng sẽ ghi rõ ràng từng mục, là tổng cộng hình như là có 10 mục thêm một phần bên mệt kia nữa, là thì nó có những cái phần như là mình sẽ kiểm tra về cancer symbol này hoặc là Siro Sumbo Siro Kensa Toriai Rubun Kensa này, Buyayome no Yobi Sichirang Gai Kang Kensa này, xem ra về mặt cắt cũng như một phần ngoài của Yoshinogai Bu Kensa này, Ebonai Bu Kekang Kensa này, Stabdo Kensa này, rồi tiếp theo nữa là kiểm tra về cái ở Gemba là mối nối Toriai Boruto và Kinjo Kana Ryukensha, những cái ví dụ như là bên Beta hay gì đó, cái này Tosho Kensha. Điệp kia cho nên cái này có phần này là hơi mình thấy là nè, mọi người gái biết kiểm tra cái này là cái gì không? Hello, mọi người có giải thích được, giải thích giùm mình cái này không? Thật ra trong này nó cũng có nói á. Cái đề kỳ đa cả ấy. À đúng rồi, Cái đấy nó đề kỳ kiểm đặc cả. tra khi xuất hàng, kiểm tra số lượng thôi, kiểm tra những ít cell số lượng, chiều dài chiều rộng các thứ, đó là kiểm tra bên xuất hàng ấy. À là khi sản phẩm cuối cùng của mình à, trong này nó có hình như là đây, ở đây mình nói mấy cái mục kiểm tra thì nó sẽ ghi ở đây mọi người. Đây đúng không bà? À, Mình kiểm đúng tra xuất xuất hàng à. À tại vì thường thường mình không nghe cái từ đó. Được kia là vui em cái tôi sẽ cái đấy nó là kiểm tra cái xin chú cự thôi mà bạn. xin chúc từ hả? Là Ừ. sao?
Xin xin chúc cự cái tiến độ ấy. À, ok, thì nó cũng nằm trong một cái phần Shinkansen, là trong hồi nãy mình nói là 11 nó, thì trong ở dưới này người ta cũng sẽ ghi rõ vậy, tí nữa thì mình sẽ đọc qua. Ôi, cảm ơn bạn nha. Rồi về mục số 3 là gì? Gen của nó các cái cancer này là từ cơ một trên là thì mình sẽ đánh giá nó dựa vào cái giác xấu này. Tục kỳ cơ này cancer. Thì vốn là chiêu căng cancer vừa đi cancer được. Ở mà kiểm tra mà chiêu căng cancer vừa đi cancer là kiểm tra giữa đoàn với là nghiệm kiểm tra nghiệm thu á, thì Tekotsugiyo sawa kensa hitsujo nakyoruku thì là bên chỗ pháp bộ của mình sẽ cùng hiệp lực để cùng thực hiện kiểm tra, và khi mà có lỗi xảy ra thì đương nhiên mình làm, mà trong mà bị lỗi thì mình phải chịu trách nhiệm. Tekotsugiyo sawa no o monotosuru nào. Tiếp theo đó là Sanai Kensa, là kiểm tra trong công ty thì Sanai Kensa là Tekutsu Setsaku Setsaku Gyosa là Favor Sekono Takurankai Sanai Kensa Okonau. Cái này thì cái định nghĩa là mình trước học chưa bao nhiêu cái gì mọi người cũng đoán. À, rồi mình ôn lại là trong quá trình sản xuất thì mình đi tiến hành kiểm tra, thì khi mà hồi nãy mình có nói qua là khi mà kết quả của mình kiểm tra thì mình phải là Toroku này, để mà thì cái bảng Toroku gọi là Sanai Kensa thì Sekihio này là bảng thành tích, mà khi mà những kết quả mà mình đã kiểm tra được đó, để mà mình sẽ này cái từ này mình sẽ đối ứng, tức là mình sẽ nộp cho bên chỗ Secosa. Thì trong Sanagensa thì Tokuni Tokiga Naibai quá, thì là trong trường hợp mà Tokiga Naibai thì mình sẽ kiểm tra 7 mục này theo giá 6 á, là Hashirano Nagasa Kairaka Shiguchi Buno Nagasa Harinose Shiguchi Nose Harino Nagasa và Harino C. Mọi người nhớ bên mục này ai mà từng làm bên rồi thì chắc bên trên kia sao bên kia sao thì cũng biết rồi. Và các mục này thì mình phải là kiểm tra Jensu Kensa nào. Trong Sanai thì đương nhiên là phải kiểm tra Jensen Kensa rồi. Đây là kiểm tra toàn bộ. Tiếp theo là về chiêu căng Kensa. Thì chiêu căng Kensa là do ai kiểm tra chỉ do cancer là C cô sa này nó có cô này tôi cũng đi cho luôn là ở chiếu gặp cancer thì trong trường hợp mà tôi có kiểm tra không tại bên chỗ C cô sa này dựa vào cái tục kỳ và chiếu gặp cancer của nó bài no cancer cô một từ symbol go hi han te kiyum dịch cô Jikinado Tokiniyoru thì những các cái mục kiểm tra trong chiêu căng Kensa trong kim thì nó dựa vào tục kỳ, ví dụ như về symbol hay số lượng hay là nhận định kỳ tỷ đề là đạt hay không đạt thì nó dựa vào tục kỳ. Tiếp theo là mình đi vào phần 6.1.4 là Urere Kensa là kiểm tra nghiệm thu.
dựa vào cái Kusoku này, Sumbu Shedo ở đây kênh sau kỳ dùng Motoni này và có mục tiêu này thì người ta sẽ trong Urikensa thì sao là sau khi mà kiểm tra ở trong Sanai trong kiểm tra công ty xong thì Seiko sao là người sẽ tiến hành nhìn cho Seiko bên em và Seiko sao là tiến hành là nghiệm thu và người ta sẽ nghiệm thu những cái symbol của sản phẩm tương ứng với những cái mục dưới này ra là về về cái độ chính xác của sản phẩm á thì người ta phải dựa vào sự đánh giá là hồi nãy mới nói là cái này nè Sore Kensa và là Taibutsu Kensa thì cái này thì thôi người ta yêu cầu về Sore Kensa thì mình kiểm tra mình làm Sore Kensa còn Taibutsu Kensa Sore Kensa là kiểm tra hồ sơ mọi người còn Taibutsu Kensa thì là mình ra trực tiếp sản phẩm. Thì nếu mà kiểm tra trực tiếp thì mình sẽ không có phụ thuộc vào tại sao là Toroku không có còn đâu được Kensa này thì cái này á nhưng mà ta bắt chước Kensa này thì là phải dựa vào tục kỳ thì cái này ở mục sau á thì sách người ta cũng nói rõ thì chắc mục sau mình sẽ học rõ hai cái kiểm tra này. Mọi người nhớ coi này. Ra cái này á nó cũng ra nhiều nhưng mà mình đọc sơ qua đọc theo tại vì chữ nó nhiều nên nó lúc tiếng Nhật mình cũng cũng khó hiểu á nhưng mà nó sẽ ra hơi nhiều á nhưng mà đợt tới tiếp sau thì mình sẽ học này còn tiếp theo là về Shurikensha no hồ này thì tục Tuni ga Abai thì Sanai Kensha Hiyo ni tai shite kensa thì nếu mà trong trường hợp mà không có tục kia thì mình sẽ kiểm tra thằng Shurikensha dựa vào cái phụ lục 7 trong sách 6 á còn nếu mà Taibutsu Kensha là kiểm tra trực tiếp á nếu mà trong trường hợp kiểm tra trực tiếp thì trong chấp trong phụ lục 7 á Kusoku Nana này thì là mình đánh Tabutsu Kensai Chi và Tabutsu Kensani thì hai cái này thì mình cũng kiểm tra dựa vào tục kỳ để mình kiểm tra mình nó yêu cầu kiểm tra phương pháp nào thì mình kiểm tra thôi nó cũng tương tự như mấy phương pháp khác thì ví dụ như mà tên xa Nuket kết cao gen cây yoyosa mata tokyo arubai niwa sono yoyosa okoe ete phu tekigo to natte shin wa shuse mata saisesaku to no so sori o okonai saigen sa suru thì kết quả của mình kiểm tra thì nó phải dựa vào thẳng Genkai này này, Kyoyosa, nếu mà nó vượt quá thì mình phải tiến hành sửa chữa lại và kiểm tra sửa chữa và kiểm tra lại thì sản phẩm lỗi thì mình phải sửa chữa lại thôi. Tiếp theo một phần nữa đó là về Kensa Yorisho thì Kensa Yorisho đây là cái quy trình kiểm tra thì nó thì trong cái tài liệu mình kiểm tra thì mình phải làm rõ những cái mình cần phải làm rõ những cái mục ở dưới này ví dụ như là Kensa Soshiki là tổ chức kiểm tra này là Kensai và người chọn người kiểm tra và là yêu cầu về chất lượng thứ tư là Kensa Komoku Kensa Hojobi Hante no Kyojun là các mục kiểm tra và về nhận định theo tiêu chuẩn và là kiểm tra cái phương pháp kiểm tra thứ năm đó là Kensa Siro là số lượng kiểm tra và số 6
đó là cách cái phương pháp mà xử lý. Thì sau một này thì nó mình phải làm là mình phải ghi rõ trong cái sao vô liêu số này. Tiếp theo đó là can xin can sao nó siêu đô gai dù thì xin can sao đây nãy mình nói là trong xin can sao thì sẽ có 10 loại này kiểm tra và cộng thêm một cái kiểm tra bên chỗ xe hình can sao có 10 loại cộng thêm bên chỗ mẹt kia nữa thì nhưng mình sẽ đi kiểm tra chi tiết những cái trong 10 mục đó là mục nào. Đầu tiên là về symbol sơ đồ Kensa, là kiểm tra về độ chính xác của kích thước. Thì ví dụ như là trong vật liệu của trong cái sản phẩm của mình thì mình kiểm tra về cái gì, đó là Buya Nagasa này, Shigechi Nagasa, C Kadaka, Omagari, Habaneji Nado, Kion Symbol. Thì đó mình về kiểm tra các cái mục đó. Thì tục khi nào mà tục kia cái này bài thì mình sẽ dựa vào cái chắc 6 và phụ lục 4. Phụ lục 6 này mà cái ở mục số 4 á trong cái chỗ C để mình kiểm tra. Hai là về mục thứ hai có 11 không về Toriyai Kensa. Toriyai Kensa là mọi người chú ý này thì Toriyai bưng Kensa đó là kiểm tra về phần mũi nối của mình đó thì là cái này là được thực hiện ở đâu là Koji Genba này. Cái này và kiểm tra gì là Boruto là những mối nối bằng con ốc hay là những mối nối hàng này thì mình sẽ được tiến hành kiểm tra ở game 3. Tại vì sao mình sản phẩm của mình khi mà mình xuất hàng ra ngoài kia rồi thì mình sẽ kiểm tra ở công trường. Thì đây là những bộ phận mà nó ảnh hưởng tới kết cấu chính của cái công trình của mình nên rồi mình phải kiểm tra nó thật là kỹ càng và này gen casual này. Là mình kiểm tra bằng mắt hoặc là mình dùng thước để mình dùng dụng cụ đo. Còn về Boruto kiểm tra thì ví dụ như là Hanano Shinjure Hachiyaki Heriaki Symbol. Câu này mọi người đọc thêm cái phần này nha. Cái thứ hai là về kiểm tra về bề mặt của Gaika. Bề mặt cũng như là mặt cắt cho nên là kiểm tra về gai cam của vật liệu của sản phẩm thì sản phẩm mình khi mà làm xong thì mình kiểm tra xem nó có bị này bị ghi dư này hoặc là nó có sinh ra những vết xước do mình cắt hay là do mình cấu hay là do mình rô rồi khi mình cho nó vào rô rồi để mình uống hay gì đó là khi trong lúc mình gia công á mình cậu mình xoay để mình lật cái gì đó thì nó có vết xước hay không thì mình phải là kiểm tra. Sushi thì rồi thì mình cắt bằng ga sư đúng không nên về mà khi mà liên quan tới vết sushi thì mình phải cái vấn đề nốt chia này cho nó có nó chi nó tại vì nó cắt thì mình sẽ sinh ra cái nó chi á nghe thôi. Ở trong quá trình sản xuất này mà mình làm á thì mình dùng có bì Uchikiyo này để cho mình đóng hay là à, từ store khi mình hàng á mấy cái này đây hay là vết xước người ta mọi người ta cái ảnh này. Và tiếp theo là có một còn lại ví dụ như bơ ken ga bơ kensa này rồi bơ nai bơ kẹt căng kensa này start đồ kensa puyo bơ kensa cái mục này là
mấy cái chương hồi nãy thì mình đã nói qua rồi á, giờ mình sẽ có tổng hợp lại thôi. À, cho nên mọi người cho mình xin thêm vài phút nha, nói hết phần này luôn đi. Cái phần này mình thấy cũng quan trọng này, là nói là về cái kiểm tra mà Osamu Kuroki Boruto này. Thì đầu tiên nó có mình dùng ốc đúng không, thì mình sẽ thường mình dùng hai loại ốc đó, thứ nhất là Torishia hoặc là thứ hai là lóc Rokoku. Thì hai cái này là mình kiểm tra cái gì? Đầu tiên là về bằng Torishia thì từ Torishia thì có phải là mình sẽ dùng phương pháp là gì, Contouro hồ đúng không, để mình siết ốc đó. Thì mình kiểm tra xem là khi mà Pinter này, hay đang tập Kuniser này, Pinter chắc mọi người cũng biết rồi nhé. Rồi mà Pinter nó vô tay Kakenin này, trong trường hợp mà mình có quên hoặc là có gì khác thường á, thì mình sẽ Shime mình siết thêm này, hoặc là những con ốc mà bị lỗi á, thì là mình sẽ bị loại bỏ. Thứ hai là mình kiểm tra về nó có bị ốc của mình có bị xoay đồng trục không, đó những con nào mà bị xoay đồng trục cùng xoay á, thì coi như là con là Futekigo nào, là con ốc lỗi là bị lỗi là mình phải thay này. Thế về Natto á, thì Natto Ichinato tức là trong một cái gân của mình á, tức là ví dụ như trong Spurizer gì đó, thì mình kiểm tra trong Ichinato là mình đo coi cái góc nó có bị lệch nhiều không, lệch bao nhiêu độ. Thường thì cái độ cho phép của người ta là trong phạm vi mà 30 độ cộng trừ 30 độ á, là sẽ đậu sẽ đạt. Thứ hai là khi có thứ bốn này là Boruto no Yocho này, tức là cái phần thừa ra của con ốc của mình á, này là từ 1 đến 6 Yama Hang In. Tức là khi mình xếp con Natto ở dưới mà nó còn thừa ra từ 1 đến 6 Yama cái rãnh rãnh của ốc mình đó, là ok. Hai là về cái ốc mà Rokkaku này, thì Kaiten trong trường hợp Kaiten hồ, thì đâu cơ trong Kaiten hồ thì mình sẽ kiểm tra là nó cũng giống tương tự là quán mục như là Domawari này, mình xác nhận nó có cùng xoay cùng đồng trục hay không này, thì cũng giống ở trên con ốc Corisia thôi. Nhưng mà ở đây là do nó ốc này mình siết bằng phương pháp là Kaiten hồ, nên là mình kiểm tra nó bằng cách là xem ví dụ mình siết rồi thì cái độ Kaiten của nó là bao nhiêu. Và đây là thường thì có phải là khi mà mình siết cái này thì là mình siết 120 độ đúng không, thì giờ người ta sẽ khi mình kiểm tra mà nó bị lệch thêm 30 độ cộng trừ 30 độ nữa thì ok. Đó tương ứng với là con ốc nếu mà M12 thì thường mình siết nó là 60 độ, thì khi mà mình kiểm tra thì người ta cũng cho phép là từ 6 đến 90 độ là ok. Trong trường hợp nhưng mà mình quên hay là con ốc mà nó bị cai ten mà bị lỗi thì vì quên siết thì mình phải siết lại theo đúng như mà cái lực siết mà mình đã quy định. Và cũng tương tự về cái Yocho của ốc thì cũng gọi là Neji, là từ Ichiyama đến Rokuyama. Tiếp theo nữa là về cái con ốc mà ốc lục có cười này, mà nó kiểm tra theo cái mà mình xếp nó theo cái
phương pháp là Toroku Contoroller á, đấy là về cái tên đúng không, nhiều mà Contoroller thì mình cũng kiểm tra đi trang này, các mục kiểm tra như là Mawari này, thứ hai là Natto cái tên này. Nên do mình trước theo mình xếp con ốc này theo cái phương pháp này á, nên mình không có kiểm tra theo bao nhiêu rồi mình cho phép bao nhiêu rồi, nhưng mà ở đây người ta sẽ cho phép mình cái lực lực xiếc cái tô cừ này là cộng thêm 10%, tức là khi mà mình xiếc rồi đúng không, thì mình ra mình kiểm tra là mình cũng dùng một cái dụng cụ, cái là cái này này, dùng cái này Daiyaki tô cừ trên chi này, thì mình xiếc lại, thì mình xiếc lại nếu mà nó cái giới hạn mà cho phép nó xoay thêm được hoặc là cộng thêm 10% nữa thì là ok. Cũng giống như trên thôi, trong trường hợp mà cái lực xíu của mình mà nó phư dụ cường, lực xíu của mình nó bị thiếu, thường mình sẽ ví dụ như là 150 Newton hay là 200 Newton gì đó, mà nhưng mà kiểm tra mình thiếu thì mình phải là xếp thêm này. Tôi cường Shika Shimemare Sorisuru này. Và tương tự cũng như là cái dù cho là cái mục mà cái phần thừa lại của con ốc thì cũng là từ 1 đến 6 Yama là ok. Thôi. Ở đây còn phần này nữa. Và chỉ còn phần này thôi mọi người, về phần này thì phần kinh doanh từ đầu thì cũng không có gì quan trọng. Mọi người về đọc thêm giúp mình nha. Hôm nay thì mình chỉ chú ý là mấy cái chữ Kanamono thì nó có là đây. Thì chữ Kin Joku Kanamono Kensa là nên dùng những cái này, ví dụ như là bi sử này, chữ bi sử, số bi sử này. Thứ hai là về Shichibi Kanren là có Erebeta, Skareta này, Pasuna. À, mọi người nhớ phân biệt hai cái này nhé. Thường người ta sẽ hỏi là Shichibi là gì, còn còn Kasetsu Kanren là cái gì á, thường sẽ bị mọi người không để ý là sẽ không biết á, để bị nhầm. Lúc nó bỏ ở trên này nó ghi ví dụ đẹp kia kena đồ, xong nó ghi thêm một là Fasuna trên này nữa hay gì đó, nói chung là mọi người chú ý cái đó là rồi. Còn về Computer thì Kajanshi, cái này mọi người tìm hiểu thêm nhé. Và đặc biệt là khi mà hàng á, à đây có cái này này, người ta là kinh doanh từ Kanamotori Chike no Toki Yoshi wa Hontai Tekutsu no Seisaku to Hikaku shite Keishi Sare Jasui ga ne Yoshi no Yuyo no Setai Hontai Tekutsu no Hinjutsu Atairu Aku Ekyo Rika shite Seisaku Hichiyo de aru. Thường á, người ta nói là khi mà mình hàng mấy cái ví dụ như là cái phần Kinjuku Kanamono này, là ví dụ Netto Fuku rồi này nọ, là mình không có nghĩ là nó quan trọng á, bên giống như mình hàng gọi là hàng ẩu hay là mình hàng sao cũng được á đó. Thì mình thường là xem nhẹ cái việc hàng so với hàng Gasetto hay gì đó, nên á thường á là mình người ta nói là nên chú ý là không có được làm như vậy, thì và đặc biệt là không có để xảy ra cái xuất tổ bi đồ, số tổ bi đồ đây như hình này đó. Thường mọi người cứ nghĩ đơn giản đấy, tổ cứ chấm lấy mỗi hàng cứ chấm một tên tên rồi chấm đài nó cũng dính vô, là nói chung cứ nghĩ là nó là như là cái móc lưới để cho mình coi coi rớt đồ này nọ thôi, thì mình hàng sao cũng được, thì không phải nên ý người ta nói là như vậy đó. Ok, còn cái mục hồi nãy thì nhờ bạn kia bạn giải thích giùm mình rồi, đây là thì khi đó cả Kensa với là tổ số Kensa thì ở chương 2 thì mọi người cũng đã học rồi. Rồi tuần sau thì mình sẽ đi tiếp phần còn lại và làm bài tập nữa nha mọi người. Mọi người cố gắng về đọc lại phần 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 kiểm tra cái 10 mục này nha, nhìn mình nha. Để thấy mình cũng tóm tắt sơ sơ rồi á.
Ok không mọi người? Sorry mọi người nha. Ok nha bà. À, thôi vậy phía sau mình học tiếp rồi mình làm thêm một số bài tập nữa, là nói chung là cái vô này là mọi người cũng đi được là tầm 10 câu rồi đó, cũng hơn 10 câu rồi, nếu làm tới đây là cũng được hơn 10 câu rồi, còn lại 5 câu nữa thôi, mọi người cố gắng là còn thêm một chương nữa là đi thi là ok rồi. Thôi vậy hôm nay mình dừng ở đây nha, cảm ơn mọi người nha. Dạ Cảm cảm ơn ơn anh. Tăng. À, bye bye Cảm mọi ơn anh. người. Em trai. Cẩn thận nhá. Ngoài dòng quen nhá. À, bạn nhậu. Yeah, sao mà trước không lên nhậu? Hả? À, hôm nào? Sao mà trước không lên nhậu trên đi nhậu bên Tú đó? À, bữa đó anh đi làm. Dạ hả? Ừ. À, Trời vậy ơi. thôi. À, vậy thôi nghỉ ngơi sớm nha. Ok. Dạ, chào em. Cảm ơn chân nha. Dạ. Bye mọi người Cảm nha. ơn anh. Cảm ơn anh ạ. Giờ mình đang ở công ty rồi, với về một mình. Thế nào nãy em thắc mắc sao có hai cái điều hòa. Cảm ơn anh nha. Bye bye. Cảm À, ơn bye mọi người. bye. Trong tài do nhà có cu nhỏ mình không nói được á, cu nó ngủ nó quậy á nên phải lên công ty. Ok thôi mọi người nghỉ nha, bye bye nha, mình tắt đây.